Dạ, anh chỉ mua vé số ạ. Chị là chị Ngọc đúng không? Dạ. Tôi xin giới thiệu, tôi là Thái, còn đây là Hà. Chúng tôi bên Hội Thiện Nguyện Sống Xanh. Hôm bữa Hội Thiện Nguyện Sống Xanh của chúng tôi có xuống khảo sát trường hợp chị là cần tiền chữa bệnh cho con chị đúng không? Trường hợp của chị đã được hỗ trợ rồi nè. Và nay tôi và Hà xin thay mặt Hội Thiện Nguyện Sống Xanh xuống hỗ trợ cho chị. Đây, em quay giúp anh. Hello, chào tất cả mọi người. Đây là số tiền 10 triệu mà tất cả Mạnh Thường Quân đã đóng góp cho Hội Thiện Nguyện Sống Xanh. Và nay tôi xin thay mặt Mạnh Thường Quân xin trao số tiền 10 triệu này cho chị. Cầm giúp em nhé. Dạ, em xin cảm ơn quý Mạnh Thường Quân, cảm ơn anh chị rất là nhiều đã giúp đỡ em trong cái giai đoạn khó khăn này ạ. Em cảm ơn rất là nhiều ạ. Đếm đủ dùm tôi nha. Dạ thôi khỏi anh. Rồi tắt. Đây, phần chị đây. Ủa là sao vậy anh chị? Anh chị mới nói là Mạnh Thường Quân cho em 10 triệu mà. Phần của chị chỉ có 1 triệu thôi. Còn chi phí kết nối rồi xăng xe rồi tức từng tật, rất là nhiều chi phí. Mà yên tâm đi, vài bữa Mạnh Thường Quân có đóng góp thì tụi tôi sẽ xuống hỗ trợ chị tiếp. Thôi đi hả? Chào sếp ạ. Chào sếp. Hai đứa về rồi hả? Dạ. Công việc sao rồi? Dạ tụi em trao quà xong hết rồi. Còn quay clip lại cho Mạnh Thường Quân xem nữa. Cho anh xem. Dạ đây ạ. Bọn em quay kỹ lắm. Hai đứa làm tốt lắm. Anh thấy trường hợp của chị này mới nhận được hỗ trợ thêm. Anh tính đầu giờ trưa nay đi lên gặp chị đó coi như thế nào. Hai đứa coi sắp xếp rồi đi với anh luôn. Dạ. Dạ sao đây em, ổng đòi ra ngoài kìa. Ổng mà ra tới ngoài là mình lo tẩy hết. Để em nghĩ cách. Chào chị. Chị có phải là chị Ngọc không? Dạ, đúng rồi anh. Tôi là Lâm, bên Hội Thiện Nguyện Sống Xanh. Hội Thiện Nguyện Sống Xanh hả anh? Dạ. Lúc sáng cũng có hai anh chị kia xuống trao quà của Mạnh Thường Quân cho em. Vậy là chị đã nhận được tiền rồi mà sao mặt chị buồn vậy? Dạ, tại vì nhận được 1 triệu này anh, không có đủ tiền thuốc cho con em nữa, chưa tính tới cái chuyện mà chữa bệnh nữa anh. Ủa, sao lạ vậy? Sao chị nhận được có 1 triệu vậy? Dạ đúng rồi anh, anh chị đó nói là Mạnh Thường Quân cho 10 triệu. Nhưng mà trừ cái chi phí xăng xe kết nối giấy tờ gì nữa đó anh, nên là em còn 1 triệu. Thôi được rồi, tôi sẽ về xem xét lại. Cảm ơn chị. Dạ cảm ơn anh ạ. Sáng giờ buôn bán sao rồi bà chị? Ủa, dạ chào anh chị. Dạ. Ủa, sáng anh chị xuống rồi, giờ xuống có chuyện gì nữa không vậy anh chị? Báo cho chị một tin vui là Mạnh Thường Quân đã ủng hộ thêm. Là do công của tụi tôi chạy đôn chạy đáo đây nè. Dạ, em cảm ơn anh chị ạ. Đúng rồi chị. Mà em nói chị nghe nè, lát nữa mà Mạnh Thường Quân á xuống trao tiền cho chị nè, chị đừng có nhắc gì cái chuyện mà kết nối gì nha. Thì chị cứ nói là chị nhận đủ 10 triệu rồi. Thì có gì á, lát nữa người ta còn thương tình, lần sau người ta còn cho tiếp nha. Nhớ chưa? Vậy sao? Lâm ơi, anh hiểu lầm rồi. Hiểu lầm. Nãy giờ những gì hai người nói tôi đã chứng kiến hết rồi. Tôi không ngờ hai anh chị lại có lòng tham đến như vậy. Đi ăn chặn tiền của người nghèo, phụ lòng tin của Mạnh Thường Quân. Bây giờ hai anh chị trả tiền lại cho chị Ngọc đi. Hiểu nhầm cái gì? Rồi trả luôn cái số tiền mà từ trước tới giờ anh chị đã ăn chặn của người nghèo đi. Hai anh chị mà gian dối á, tôi sẽ mời cơ quan chức năng đến để điều tra. Và từ bây giờ hai anh chị không còn là thành viên của Hội Từ Thiện nữa. Anh ơi, em thất vọng lần này, anh tha cho tụi em đi anh. Tôi đã quyết rồi, không thay đổi được. Đưa tiền lại cho chị Ngọc. Kể từ nay, hai anh chị cũng không còn là thành viên trong Hội Thiện Nguyện nữa. Nghe rõ chưa?